Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thuốc Nam của bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó chính là cây rau má, lá rau muống. Tên thường gọi là hồng bối diệp, dương đề thảo, nhất điểm hồng. Cây rau má, lá rau muống, cuống rau răm, tiết gà, tam chóc, rau chua lẻ, hoa mặt trời, lá mặt trời, cây thuộc họ cúc. Cây rau má, lá rau muống là một loại cây nhỏ mọc hàng năm, thẳng đứng, cao 20 đến 40 cm, thân nhẵn, lá phía dưới hình mắt chim hay hình trứng, có khi gốc hình tim. Mép có răng cưa hay hơi chia thủy nhỏ, cuống dài, những lá sau hình ba cạnh, chia lông chim, thủy tận cùng, hình trứng hơi ba cạnh. Răng cưa thô, lá ở trên hình ba cạnh, không cuống, có tai và ôm vào thân, cụm hoa hình đầu, hình trụ dài 8-9 mm, rộng 4 mm, thường tụ 2-4 chiếc, cuống gầy, dài 3-6 cm, hoa hồng hay hơi tím, quả bế, dài 5,5 mm, có gọn ngắn. Phân bố: cây mọc hoang ở khắp các bãi, dọc bờ ruộng, hàng rào, dùng toàn cây thu hái quanh năm, hái về sao khô hoặc sao vàng. Bộ phận dùng: toàn cây phần trên mặt đất, thu hái quanh năm, đem về rửa sạch, phơi khô hoặc sấy khô. Theo đông y, cây rau má, lá rau muống có vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, lương huyết. Thường dùng chữa viêm họng, ho, tiêu chảy, mụn nhọt. Liều dùng 30-40 g, có khi hơn, dùng luôn trong 3-4 tháng, dùng ngoài không kể liều lượng. Kiêng kỵ phụ nữ có thai không nên dùng. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thuốc từ cây rau má, lá rau muống. Bài thuốc chữa cảm xúc, viêm đường hô hấp, đau họng, lở miệng. Cây rau má, lá rau muống 30-50 g tươi hoặc 15-30 g. Cây rau má, lá rau muống khô, sắc với 400 ml nước, sắc còn 100 ml. Chia 3 lần, uống hoặc ngậm và nuốt từ từ, dùng liên tục cho đến khi gọi hẳn. Bài thuốc chữa viêm họng: rau má, lá rau muống tươi 30 g, rễ cỏ chanh mỗi thứ 30 g, sắc nước uống trong ngày, dùng đến khi hết đau họng. Bài thuốc trị mụn nhọt: dùng 50-100 g toàn thân cây rau má, lá rau muống tươi, nấu rửa nước hàng ngày, bên ngoài dùng lá tươi và giã nhỏ đắp vào chỗ bị mụn nhọt. Bài thuốc trị ho lâu ngày: cây rau má, lá rau muống 30 g, mộc hồ điệp 10 g, nga bất thực thảo 20 g, sắc với nửa lít nước còn 100 ml, chia 2-3 lần uống trong ngày, dùng liên tục từ 10-30 ngày. Bài thuốc viêm đường tiết niệu: rau má, lá rau muống 40 g, mã đề 30 g, dây bòng bong 30 g, cây chó đẻ 20 g, sắc uống 7-10 ngày. Bài thuốc chữa tiêu chảy: rau má, lá rau muống 12 g, lá ổi 12 g, sắc lấy nước, chia ra 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc chữa chín mé, sưng buốt đầu ngón tay: hái một nắm rau má, lá rau muống tươi, giã nát, đắp lên chỗ sưng đau, băng cố định lại. Bài thuốc chữa viêm phổi nhẹ: rau má, lá rau muống, xài đất mỗi thứ 15 g, sắc uống trong ngày. Bài thuốc chữa viêm thận cấp: rau má, lá rau muống 15 g, lá diễn 15 g, sa tiền thảo, mã đề 12 g.
sắc lấy nước chia 3 lần uống trong ngày. Chữa viêm tai, dùng cây rau má, lá rau muống tươi, giá nát, vắt lấy nước cốt, nhỏ vào tai bị viêm, ngày nhỏ 3-4 lần, mỗi lần 2 giọt. Bài thuốc, chữa hậu bối, nhọt độc, sưng vú, hái một nắm lá rau muống tươi, giã nát cùng với chút đường, đắp lên chỗ sưng đau, dùng băng cố định lại. Bài thuốc, chữa cảm sốt, đau họng, lở miệng, 30-50g tươi hoặc 15-30g cây rau má, lá rau muống khô, sắc với 400ml nước, còn 100 chia 3 lần uống trong ngày hoặc ngậm vào nuốt từ từ, dùng liên tục cho đến khi khỏe hẳn. Bài thuốc trị ho lâu ngày, 30g cây rau má, lá rau muống, mộc hồ điệp 10g, nga bất thực thảo 20g, sắc với 500ml nước, còn 100 chia 2-3 lần uống trong ngày, dùng liên tục 10-30 ngày. Bài thuốc chữa tiêu chảy, cây rau má, lá rau muống 12g, lá ổi 12g, sắc lên nước, chia 2 lần uống trong ngày. Nói tóm lại, cây rau má, lá rau muống có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, lương huyết, thường dùng chữa viêm họng, ho, tiêu chảy, mụn nhọt. Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu thấy hay, quý vị và các bạn hãy like và share. Xin chào và hẹn gặp lại.